Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy kiosk kinh doanh ăn uống ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương khiến một thiếu niên 15 tuổi tử vong, một trẻ khác bị thương. Chiều ngày 28 tháng 5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương, lúc 9 giờ 56 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng ăn của chị BTH sinh năm 1994, trú tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, gồm chị H, 2 người chị em của chị H cùng 2 con của chị là cháu V sinh năm 2009 và cháu A sinh năm 2013. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy. Khoảng 10 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 3 người lớn đã thoát ra ngoài an toàn, cháu V và cháu A được đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định cháu V đã tử vong tại bệnh viện, cháu A bị thương nặng, nhiều tài sản, vật dụng trong cửa hàng bị hư hỏng. Bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân nghi là do rò rỉ khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu.